xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà này đẹp thế sẽ đưa các bạn tới thăm một cái cơ ngơi của nghệ sĩ Quang Tèo. Và bây giờ chúng ta sẽ vào luôn xem anh Quang Tèo đang làm gì nhá. Ôi em chào anh Quang. Ơi. Anh đang làm gì đấy ạ? À? Đang nhìn thấy biết rồi còn hỏi. Bắt tay cái. Nghệ sĩ vừa là chiến sĩ lại vừa là người nông dân điển hình của đồng bằng Bắc Bộ. Cái ưu tiên hàng đầu nhà là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng nhất là vẫn thích phải có cái hàng cây nó xanh tốt và đẹp. Thích cây lắm, đam mê cây, đến bất cứ đâu đi diễn hay chỗ vùng nào mà cứ có cái cây thì hay thì là hay quan tâm. Nhưng mà cũng rất là may mắn là được nhiều khán giả gần như khắp mọi miền đều yêu quý và họ cũng tặng. Hiện tại bây giờ là cũng có mấy người mà muốn tặng mà mấy cái cây nữa mà đất thì nó không còn để chỗ nào để trồng nữa. Đấy thì mọi người thấy là hàng cây rất là đẹp rồi. Trước hết phải giới thiệu với mọi người là nghệ sĩ Quang Tèo mua cái miếng đất này cho đến ngày hôm nay là 19 năm rồi. Vâng. Miếng đất này. Và trong một cái buổi cũng là một cái duyên thôi thì là mình diễn ở xã Phú Cát thế này. Nghệ sĩ Quang Tèo thì mọi người cứ nghĩ là hay đóng vai nông dân thì mình người gốc Hà Nội. Dạ. Thực tế cũng rất muốn có một cái căn nhà nó ở ngoại ô để thỉnh thoảng về anh em đục tụ tập cho nó mới ở nó thoáng đãng, rộng rãi, thoáng đãng và tụ tập anh em về cho nó vui. Mình rất là thích vui, vui vẻ. Thế chính vì thế nên là cũng muốn có một miếng đất thì cũng tâm sự với các anh. Anh bảo thế đây để em thiết kế cho anh một miếng. Thế bảo thế bây giờ anh tiền anh không có thì bây giờ hiện tại anh đang đi cái xe ô tô đánh đổi xe được một miếng thì được khoảng bao nhiêu. Thì bảo nếu thì xe của anh thì em vừa đổi vừa tặng anh thì được khoảng một xào. Thế là bác luôn, thời điểm đấy bác cũng tất tay đấy. Tất tay thì làm đổi được một xào xong rồi. Xong được vừa về ở đây một thời gian thì đằng sau lại còn một miếng đất chín thước nữa thì họ muốn bán. Thế là thôi là mình bán thì mình mua nốt. Thế là cứ nhặt gần thì mới được khoảng 1000 mét rồi đấy. Dạ dạ. Thì cũng là mà thế là mua từ lúc mua đến bây giờ cách đây là 5 năm rồi. Vâng. Thì cũng là sau 14 năm thì bắt đầu mới xây nhà, với xây nhà mới được hơn 2 năm, mới xong hơn 2 năm. Cây cối ở đây toàn được tặng, không phải mua gì đâu. Kể cả nhà xây thì cũng thế, đều được tặng, gạch đầu tiên cũng người tặng này. Thế ạ? Bê tông thì cũng lại có một cái trạm bê tông ở đây, có ông anh ông ấy cũng chuyên về xây dựng thì ông bảo thôi anh chả có cái gì anh chuyên về xây dựng thì anh tặng chú toàn bộ bê tông để đổ xuống cái móng này. Vâng. Mất hơn 100 khối rồi. Xong đó thì có một chú em cũng yêu quý bảo thế em xin phép được tặng cái gì nhỉ, tặng em mà chuyên về sơn thì tặng sơn. Cái còn cái căn nhà đấy thì thực sự là rất là tâm huyết. Dạ. Đấy, xây theo cái kiểu này là tân cổ điển. Đấy, mình xây thì gọi là rất kiên cố và ăn chắc mặc bền thôi. Vâng, vâng. Thì thực sự ra thì cũng là cái căn nhà gọi là nó cũng tương đối gọi là đẹp đẹp một chút ở ngoại thành. Đấy, thì để tụ tập anh em bạn bè thôi. Sau khi mà mình đặt cái cổng đồng ấy, mình đã ưng rồi cái cổng đồng ấy thì đặt ở dưới Nam Định. Cái cổng, bộ cổng đồng này thì đặt xong rồi thì lại có một cái buổi lại ngồi chơi với anh gọi là anh chuyên về đúc đồng, bàn ghế đồng rồi cái đồ đồng thì anh bảo ôi thế anh làm nhà anh không bảo em, thế bảo bây giờ vẫn còn kịp. Nhưng mà mình đặt cái kia mất hơn 200 triệu rồi, cái cả cổng với cả cái vòng này tính ra cái vành ở trên kia đã mất 200 triệu rồi. Thực sự ra thì vâng. Mình xây cái căn nhà này ở cái đây thì thực sự nếu mà tiền mình bỏ ra thì cũng không có nhiều. Chủ yếu là toàn anh em riêng cây này đã bao nhiêu tiền này, tức là không phải mua cây nào. Dạ, vâng. Toàn người ta tặng hết đấy. Người ta vào trong nhà nhỉ. Vâng vâng. Đây còn hai cây bạn công này, hai bạn công này là chủ của cũng người dưới Nam Định, bạn chuyên về sơn này, cái bạn sơn nhưng mà sơn giả đá này,
yêu quý, thì xong rồi bạn ấy bảo thôi em chuyên làm những cái con công như thế này rất là hay thì em muốn tặng anh. Anh nó tặng một đôi công này với con công kia thì mới là con công đẹp rồi, đủ màu sắc sặc sỡ. Vâng. Chứ còn hai công này để cửa nó cũng rất hay. Thế Nam Định rất phóng người ta tặng hết đấy. Rồi. Vào đây. Vâng. Ôi trời ơi. Lấy quá. Giới thiệu trong nhà một tí, đây là bộ âm thanh bởi vì là mình anh là nghệ sĩ. Anh có chơi loa không anh? Có chứ. Mình là nghệ sĩ cho nên là hàng năm cứ đến ngày dỗ tổ nghiệp thì là mình muốn tổ chức ở ngoài này thì dạ, vâng. Đây là cái bộ âm thanh của trời. Bộ này có thể đi biểu diễn được. Bộ âm thanh này là cũng là người yêu quý, gọi là âm thanh Minh Toàn ở chú yêu quý chú tặng. Cái bộ này mà nếu mà đánh ở trong nhà này thì chắc là đèn rất là dụ hết. Và đây là phòng khách. Nói chung là nói ra thì hơi xấu hổ, hơi ngại tí bởi vì là đồ toàn được người ta tặng. Toàn anh em bạn bè tặng. Cái bộ bàn ghế này cũng là cô em cô ấy tặng. Từ cái nhà trên bây giờ mới chuyển đến nhà dưới. Cái này là gỗ gì anh nhỉ? Đây là gỗ hương đá. Bộ gỗ hương đá. Thì anh có một cậu em như là đệ tử ấy. Ngồi cùng ăn đấy thì chơi thì bảo thì cũng qua chuyện hỏi thăm lại là em hiện tại em công tác đâu làm gì, bảo không em thì chuyên về đá nhập khẩu, đá xuyên sáng với xin. Thì đúng lúc mình làm cái bộ đá kia đúng không? Ừ, đấy. Tức là bảo thế đi, thế anh đang làm nhà thì em có cái sản phẩm gì hay ấy. Không bảo thế em nếu thế thì em phải tham quan cái thì em tặng anh một tấm đá xuyên sáng. Cái đá này đẹp. Ở đây tấm này từ Brazil đây. Dạ vâng. Thực tế ra thì bức tranh nổi tiếng của thế giới rất là nhiều tỷ thì cũng vẽ thì chỉ vài tháng cùng với một năm là xong một cái bức tranh nó tiền tỷ. Thế nhưng mà một bức tranh đá này thì không biết bao nhiêu triệu năm nó mới ra được bức tranh như thế này. Thì trên này chính là chơi bức tranh đá rất hay. Cái đèn này là riêng với đồng một nặng một tạ rưỡi, ủa tạ rưỡi đồng, và tổng cộng cả cái đèn này nó vào 2 tạ nặng như thế. Em đấy. Không nghĩ là nó nặng như thế đâu đấy. Có rất nhiều, em thấy rất là nhiều cái biệt thự họ cũng có rất nhiều cái đèn, nhưng mà cái đèn này cũng là một cái đèn dạ đặc biệt đấy. Vâng. Đèn bởi vì làm thủ công tay dập khuôn theo kiểu của Pháp ấy, xưa rất là hoành tráng. Đây là những cái bộ trầm này cũng là toàn anh em bạn bè tặng hết rồi. Trầm đây cụ này cũng là cụ là gỗ Ngọc Am rất thơm đấy. Và đây nó coi cái cục này cũng ác này, cục này gần như là rất hiếm luôn. Đây, em gửi cho cái cục này, đây cũng Ngọc Am, đây là một nghệ nhân nổi tiếng khắc một cái quần thể này. Con cháu đông đúc này, đấy, cuộc sống no đủ, rồi đứa thì bê túi của cải thóc lúa rồi vàng bạc đưa lên đấy, dâng. Và cái đặc biệt là rất thơm, em ngửi đây cái em thấy rất là thơm mà. Ừ, đấy, thơm không? Thơm anh ạ. Cái này là lại tặng. Ừ, cái cục này là họ trả cậu ấy 100 triệu cũng không bán, nhưng mà cậu lại tặng mình. Vì kiếm được cái cúc Ngọc Am như này đã rất hiếm rồi, nhưng mà còn mất rất nhiều công phu để điêu khắc họ chế ra một cái bức tranh đẹp như này. Đây là khu bếp. Bếp này thì cái bộ này cũng là chú em chú ấy tặng cái này. Trước đây thì cái tấm nguyên khối này để làm bàn ăn ở trên nhà chính ở trên kia. Ồ, đây là cũng nguyên khối đấy. Nguyên khối đấy chứ. Ừ, nguyên khối. Cả cái ghế băng thì để trên tầng 3. Cái nguyên khối này là to lắm đấy nhỉ. Ừ. Để làm cái bàn ăn. Ở đây thì thiết kế cái bếp này, mặt đá ngọc cả. Bàn đảo mặt đá ngọc hết này. Đấy. Nói chung là toàn được người ta quý yêu quý người ta tặng lắm ra. Cái tủ lạnh này cũng tặng được tặng Khánh Thành nhà này. Nên là chú Quảng Phú Sĩ là Cáng Phú Sĩ. Đấy, còn tất cả đồ là các thứ thì cũng
từ ấm siêu tốc các thứ này, mình hay đi diễn cho những cái siêu thị điện máy các thứ là nồi cơm toàn người ta tặng hết. Vâng ạ. Thiết kế rất đẹp nhưng mình cũng cầu kỳ đấy, nhưng mà mình có ở đâu đấy. Cái này chỗ này chỉ để gọi là cuối tuần thỉnh thoảng nếu mà được nghỉ diễn thì về anh em bạn bè vâng về ăn uống vui vẻ đấy. Ở trên tầng 2 này thì khuôn viên mình làm bàn thờ cũng rất là tình cảm, cũng gần như là đấy, như mình tâm sự rồi. Nghệ sĩ Quang Tèo được mọi người rất là yêu quý, cho nên đồ chủ yếu là cũng tặng là chính, nhưng riêng bàn thờ thì mình không dám mình vẫn phải trả một chút tiền. Thì đây cũng là bàn thờ của chuyên Mộc Gia, chuyên sản xuất cái bàn thờ này, gỗ là gỗ thịt đấy. Đây cũng là hương đỏ nha. Giới thiệu qua một chút thì vì nghệ sĩ Quang Tèo thì ở trên kia thờ tổ tiên ở trên kia, bố mẹ tổ tiên ở trên nhà trên chính kia, còn đây là nhà vườn thôi, thì chỉ có mình thờ Bác Hồ, Bác Hồ với tổ thần thủ công lý địa ở đây thôi. Và đây có một cái bát nhang này nữa, là bát nhang để tổ nghiệp, thì mỗi lần dỗ tổ nghiệp bê xuống, xong rồi lên trên bàn thờ đây thờ Bác Hồ. Vì sao? Thực sự ra thì như hôm trước còn tổ chức một cái dỗ tổ nghiệp thì cũng có mấy ý kiến nói là thế đưa tượng Bác xuống ấy, thì mình tôn thờ Bác mà có vấn đề đâu, kể cả bàn thờ bình thường mình thờ Bác. Bất cứ ở một cái ngành nghề nào cũng thế thôi. Và đã là người của Việt Nam, người con của Việt Nam thì đều phải tôn thờ Bác. Thờ Bác thì cái rất là trân trọng, rất là thiêng liêng, và bàn thờ đây là thờ Bác. Thì đây còn cái đồng hồ này thì đây, ghi rõ chặt đây là thiếu tướng, trước đây là thiếu tướng muốn là hiệu trưởng trường phòng cháy chữa cháy tặng đây, nhưng mà bây giờ Bác bây giờ chú ý là bây giờ nên là trung tướng đấy. Thì cái bộ ấm chè ở dưới phòng khách vừa nãy quên cũng không đấy, là mới Bác lên trung tướng, Bác tặng cái bộ ấm chè ở dưới đấy, bộ ấm chén trung tướng quá. Cũng rất yêu quý, dạ, yêu nghệ thuật mà. Thế thì đây cũng đây bộ này cũng tương đối, cũng gọi là cũng gần cổ một chút, thì cũng là được tặng điếu Bác. Thì đấy cũng người yêu quý quá, biết là mình hiện đấu cày thì đây là điếu Bác cổ đây. Ngủ này thì nó cũng chưa được, tại vì không ở đây phòng con trai. Vâng. Nó cũng có cái hay là ở đây có cái view rất là đẹp. Đấy. View này là thực sự ra thì đẹp nhất nhà rồi. Mình vẫn vừa làm vừa sắm sửa thì cũng chưa hoàn thiện hết. Đấy. Đây. Cái view này rất là đẹp để ngắm ra ngoài. Ngắm toàn bộ cái cảnh trí của nhà. Đấy, thì phòng này phòng ngủ của mình, nó có cái bàn để kế massage để thỉnh thoảng về đau lưng thì nằm cho đấm bóp tí. Và đây nó có cái ban công để ra đây để có đọc học kịch bản hay là ngồi chơi buổi tối. Có cái ban công rất là rộng. Trên tầng 3 này thì mình cũng để chỗ gọi là thể thao tí cho nó vui, cho các bạn trẻ hoặc con cháu đến đây chơi bia thể thao đi cho nó lành mạnh. Vì thực sự ra cũng không ở đây nên nó cũng không sử dụng hết. Đấy thì nó vừa lành mạnh vừa cho chúng nó đỡ buồn. Nó về đây thì về nhà vườn thường ở quê là nó còn trẻ nó ngại đi. Vâng. Thế thôi, nhưng mà mua để động viên cho cậu con trai, cô con gái, thế nhưng mà cô vẫn phải định gọi là vận động mỏi mồm rồi nó mới về chơi đấy. Nó cũng không thích, nó cứ thích ở ngoài phố, nó không thích ở quê. Mình thì mình thích ở quê mà nó lại không thích. Đây là phòng karaoke, nghệ sĩ cho nên rất ưu tiên vấn đề âm thanh và hát. Vâng. Ôi trời ơi, phòng đẹp quá nhỉ. Đây là cũng đi diễn khắp nơi, cũng đi nhiều nước, cũng gọi là nhặt nhạnh được một số những chai rượu cũng như là bạn bè nhà biếu tặng để mang về đây bày cho nó đẹp thôi. Thì cái phòng này cũng rất là tâm đắc, bởi vì là mình là nghệ sĩ nên rất là phòng này đẹp rất quá ưu tiên đến âm thanh, phòng karaoke.
Đây là vẫn là điếu khủng, cái điểm nhấn vẫn là điếu cày. điếu như cầu khẩu thần công ngày xưa đấy. Đấy, còn bộ karaoke này cũng là bộ karaoke Minh Toàn, vâng, Trực Ninh Nam Định, cũng hai cái quả súp này bát 50. Thực sự ra thì để cho nó đẹp thôi, chứ cũng chỉ dám bật một cục súp thôi, chứ nếu bật cả hai cục này vào thì lại sập nhà mất. Rất ưu tiên âm thanh. Vừa rồi thì mọi người đã được khám phá cái cơ ngơi mà anh Quang đã phải gọi là tâm huyết rất là nhiều năm. Và không chỉ là một cái nơi sống, mà qua đây thì chúng ta cũng thấy được một cái cách sống của anh Quang rất là thú vị mọi người ạ. Thú vị vì sao? Bởi vì là đi từ ngoài vào, từ cây cho nên rất là nhiều đồ. Và anh Quang có chia sẻ rằng là anh được gọi là người hâm mộ khắp nơi mến tặng. Thì đó là một cái thứ mà tình cảm mà nói thật là không thể đong đếm bằng tiền được. Mà đấy là những cái thứ mà xuất phát từ tâm, từ người nghệ sĩ cho đến người hâm mộ. Thì đấy là một cái điều mà vô cùng quý trọng. Và qua đây thì chương trình cũng hết sức cảm ơn anh Quang đã hỗ trợ cho bọn em có thể một dành cái thời gian quý báu mình cho bọn em trong một cái khoảng thời gian dài như thế, để mọi người có thể hiểu hơn về anh, về cách sống, về nơi anh sống. Thực tế thì nếu như cái cơ ngơi như thế này mà của một nghệ sĩ tầm tuổi như anh Xuân Bắc chẳng hạn, anh Tự Long thì có lẽ cũng không từ cái đấy thì có lẽ thì mình sẽ đáng nói hơn. Nhưng mà với cái lứa tuổi của nghệ sĩ Quang Tèo thì với một cái cơ ngơi này, con nghĩ là nó cũng là rất bình thường. Bởi vì 60 năm rồi, mình 60 tuổi mình mới xong có một cái căn nhà như thế này thì cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Nhưng mà thực sự ra cũng làm cả một cuộc đời phấn đấu 43 năm cho quân đội đấy. Thì và cái đặc biệt hơn nữa là Quang không làm cái gì ngoài làm nghệ thuật cả, là một người nghệ sĩ sống đúng bằng nghề. Mà cái quan trọng nhất là mình giữ được, mình không có quá đà bất cứ một cái gì, rượu chè cờ bạc là không, ví dụ thế thì mình nó đỡ hơn, nó đỡ vất vả. Thì đi làm mà chịu khó, và Quang là một trong những nghệ sĩ ở ngoài Bắc là chịu khó nhất ấy, để chịu khó đi làm và toàn tự lái xe. Lái có những cái show diễn, đi diễn trong Nghệ An chẳng hạn, ở Vinh, diễn xong đêm 10 rưỡi mới xong, lại tự phóng về nhà luôn. 2-3 giờ sáng về nhà ngủ cũng tự lái xe hết, cũng rất là vất vả. Thì cũng là 60 năm rồi mới xây được căn nhà như này, nhưng mà thực sự ra thì mình cũng rất là tự hào và rất là cảm ơn khoảng đó là trời đất cho mình có sức khỏe, và rất đội ơn tổ nghiệp yêu thương đấy, đã yêu thương thì mình mới có những show diễn và được nhiều khán giả yêu thương yêu quý như thế và mời đến những show diễn như thế. Thì chính vì thế và cũng nhặt nhạnh tiết kiệm ấy cũng xây được căn nhà này. Và qua đây cũng để qua cái kênh của mình, Quang cũng để gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ nghệ sĩ Quang Tèo, kể cả trong yêu thương mà mời về biểu diễn, thế cũng là một cái sự giúp đỡ, và có giúp đỡ những hiện vật hiện tại đang ở căn nhà nghệ sĩ Quang Tèo. Nó là ghi nhận tất cả tình cảm mọi người, rất trân trọng, và chúc mọi người là nhiều sức khỏe. Chuẩn bị năm hết Tết đến rồi, cũng mong muốn là mọi người có một cái Tết cúng gia đình luôn luôn an lành hạnh phúc.